Kính lạy Chúa Cha toàn năng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã được làm con của Ngài. Ngài còn để lời của Ngài cho chúng con, để chúng con được học lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con sống bằng lời của Chúa, để rồi chúng con vượt qua hoàn cảnh, vượt qua mọi thử thách nan đề, để chúng con đến với Chúa của chúng con. Chúng con nhìn lên Chúa, chúng con không nhìn vào nan đề của chúng con, bởi vì Chúa là đấng lớn hơn cả ở trong thế gian, thì Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa, Ngài dạy chúng con rằng Chúa ơi, một linh hồn quý hơn cả thế gian. Chính vì vậy, Ngài muốn chúng con bước theo Ngài. Ngài sống 33 năm ở trên đất, và Chúa ơi, Ngài làm gương cho chúng con. Ngài dựa vào Đức Thánh Linh để Thánh Linh dẫn dắt, và rồi Chúa đi khắp làng nọ đến làng kia để giao giảng tin lành. Cha ơi, Ngài cũng muốn chúng con như vậy. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con là tôi tớ của Ngài. Chúng con là môn đệ của Ngài. Chúng con yêu nhau và thiên hạ biết chúng con là môn đệ của Chúa. Chúng con yêu nhau và chúng con yêu những linh hồn hư mất hỡi Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện được rồi. Tất cả chúng con kết ước với Chúa, chúng con ra đi để nói lời, nói phúc, giao giảng phúc âm cho Chúa, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Cha vô cùng. Cha ơi, mùa Covid này chúng con không đi đâu được, nhưng mà chúng con cầm điện thoại lên và chúng con cầu nguyện chúc phước cho tất cả các anh chị em của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện được rồi. Tất cả các anh chị em chúng con biết rằng Chúa ơi, dù chúng con đang ở trong dịch lệ khó khăn, gian khổ, rất nhiều cô bác anh chị em chúng con đã bị COVID, đã bị dương tính hệ Chúa của chúng con. Họ ở trong khu cách ly, họ ở trong khu giãn cách, rất là thiếu thốn chăm bề hệ Chúa của chúng con. Nhưng mà Chúa ơi, khi chúng con nói với nhau rằng chúng con yêu nhau và chúng con an ủi họ, chúng con giúp đỡ họ. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho tất cả các cô bác anh chị em, các mục sư, các thầy truyền đạo, những người đã ra đi để đem tình yêu của Chúa Giêsu đến với những người khó khăn, hỡi Chúa của chúng con. Chúa ơi, và chúng con tin rằng chúng con vâng lời Chúa, chúng con biết rằng hỡi Chúa, Ngài cho chúng con được bình an bởi vì Ngài báo trước rằng thiên tai địch họa sẽ đến ở trong cuộc đời của chúng con. Chúng con sẽ không tránh được, bởi vì Chúa cũng không cất những điều đó ra khỏi chúng con. Nhưng mà chúng con biết rằng Chúa đi cùng chúng con, ở cùng chúng con. Dù chúng con đi qua chúng bóng chết, chúng con cũng chẳng sợ tai họa nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa nói rằng tất cả quyền phép trên trời đã trao cho Ngài, và chúng con phải làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con khát khao rằng tất cả trong mùa dịch lệ này, và Chúa ơi, và sau mùa dịch này, Chúa sẽ phấn hưng đất nước của chúng con. Bao nhiêu người ở trong khu cách ly, ở trong những khu khốn khó, được các những anh em trong đội thiện nguyện của chúng con mang thức ăn đến, mang thuốc đến, hỡi Chúa của chúng con, được rồi họ biết rằng có một Đức Chúa Trời ở trong anh em của chúng con, được rồi họ cũng tiếp nhận Ngài. Chúng con cũng khao khát nữa, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con ở miền Bắc, chúng con không bị dịch lệ lây lan khắp nơi như ở Sài Gòn, như ở Bình Dương, như ở Đồng Nai, như các tỉnh ở miền Nam. Nhưng mà chúng con cũng biết rằng chúng con vẫn phải ở trong khu cách ly, trong khu giãn cách. Chúng con cầu nguyện được rồi, Chúa bảo vệ dân tộc của chúng con, bảo vệ chúng con. Đến thời kỳ Chúa làm vì chúng con ăn năn tội lỗi cho chính mình và cho dân tộc của mình, và Chúa sẽ giảm tai họa, cứu xứ của chúng con khỏi tai họa, hỡi Chúa của chúng con. Chúa hứa với chúng con rằng khi chúng con cầu nguyện, chúng con ăn năn tội lỗi của mình, ăn năn tội lỗi cho dân tộc mình, thì Chúa sẽ đổi ý và không giáng tai họa trên đất nước của chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được yêu Ngài và chúng con được yêu nhau, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con yêu những linh hồn hư mất. Chúa ơi, chúng con tin và chúng con công bố rằng tất cả dân tộc Việt Nam thuộc về Chúa, vì chúng con biết là chúng con được phước hạnh. Chúa đã cứu chúng con rồi, đã nhặt chúng con từ khắp đầu cùng đất, thì Chúa ơi, Ngài cũng cứu dân tộc của chúng con. Mặc dù họ chọc giận Chúa, họ thờ hình tượng với Chúa, nhưng mà khi chúng con cầu nguyện, chúng con ăn năn tội lỗi của chúng mình, Chúa chỉ ra cho họ và họ sẽ thuộc về Chúa, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con khát khao ở trong hội thánh của Chúa. Khi chúng con phải nhóm lại trên Zoom, thì Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả cô bác anh chị em biết sử dụng Zoom, có điện thoại thông minh để rồi chúng con được kết nối với nhau.
như là Chúa cho chúng con ở trong Zoom này, như là Chúa cho chúng con được cầu nguyện với Cha, như là Chúa cho chúng con được kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày, để Chúa sẽ phá mọi sự hung ác trên đời sống của chúng con, trên dân tộc của chúng con, để giải cứu xứ chúng con khỏi tai họa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện được rồi, tất cả cô bác anh chị em, dù chúng con sẽ không bỏ sửa nhóm lại như như một số kẻ quen làm, nhưng mà chúng con sẽ trung tín nhóm lại với Chúa, để chúng con được được hầu việc Chúa chọn thời gian, hầu việc Ngài mọi lúc mọi nơi, hầu việc Chúa ở trên đất này, để rồi Chúa cho chúng con được nhìn thấy những linh hồn hư mất về với Cha. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi vì chúng con yêu Chúa và chúng con nói với Chúa rằng chúng con yêu Ngài biết bao, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con yêu những anh em của chúng con và yêu những linh hồn hư mất chừng nào, hỡi Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Dù dịch lệ có xảy ra trên đất của chúng con, nhưng chúng con tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng và Chúa sẽ phục hưng hội thánh của Ngài, phục hưng đất nước của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng mình hiển cho Chúa, dâng hết thảy anh chị em, cô bác anh chị em chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa, dâng đất nước Việt Nam của chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài, dân tộc của chúng con, họ thuộc về Chúa, hội Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.